Mấy ông chạy khỏe, anh ở trên đấy rồi cứ đứng đấy là được. Dính mấy phát ở ông Duy, ông trong bóng ông cứ khều khều. À gọi thằng Duy cho. Nha. Gọi anh Duy xuống. Đá quả là khó quá bỏ ai. Cứ khều khều xuống khu lên. Khoa chào bà con em. À, mình phải chào bà con này. Sân này chưa đá một lần rồi. Chắc đá lâu đúng không? Ồ, sân nó đẹp. Sân này cũng được, tạm tạm. Trông như kiểu cà phê đúng không? Anh em lăn bóng nha anh em ơi. Xít vào, ôi giời. Đá quả xít vào anh em ạ. Thằng nào mà nó đá láo mà cái sờ chim cái này thì nó là đéo chạy được rồi hả? Áo sẽ áo bắc quà áo xà đéo gì. Sút vào, ôi giời ơi, sút vào. Anh sút rất căng, sút, xít vào, lại vào rồi. Úi giời, xít vào. Hình như đá sân ngoài anh ạ. Kiếm cứt thì anh đẩy lên cho nó vui cho anh ấy làm gì. Biết kiếm tiền đéo đâu. Ừ. Anh cứ quay lên thì con được xem là được. Có khách xem thì xem, khách gọi. Rất căng. Con đấy anh. Anh em nào rảnh chạy ra sân bóng Nguyễn Xá giao lưu đi nhỉ? Lúc không, nghĩa là xoay răng nó đóng lên đến chương trình 2 thì đóng tí không ngắt. Xong rồi chương trình cuối đéo đóng, xong anh lôi ra anh đóng cái bơm anh gửi cho mày ấy. Đóng vào thì nó đốt bình thường, anh rửa luôn 2 mẻ thì nghỉ xong rồi lại rửa lại tiếp là nó đóng bình thường ấy. Cái sân này rộng phết không quý nhỉ? Đá được 3 sân này rộng phết đấy. Sân này đá sân 11 được mà nhỉ? Yeah. Thế anh mới bảo mày thế. Chưa chị ơi. Đang chờ sân. Anh được mà. Mai anh thử dứt điểm cho mày để cầm đóng mặt vào rồi mình gửi cho ta luôn nhá. Đa cà màu hôm nay bọn tao đi lắm phải cổ vũ mà thế. Quần vẫn to thế à? Muốn kết nối à? Sao lại kết nối gì? Gọi ra đi anh nhầm sân rồi. Đây là chỉ có sân nào nữa rồi nhầm anh. Nó ra đây rồi đéo nhầm được.
lũ kia nó bỏ đi đông thế. Đây ngoài bên kia mấy người. Hôm nay đi đông. Sáu ông. Nó ngồi được kìa, 7 8 người anh. Ngồi để xe kia đi. Cả trong sân hai thằng kìa. Chắc hết rồi hết. Hết rồi rồi. Nó đuổi bằng chết. Đá giữ vị trí như cái trận lúc đầu bên kia đá đấy kìa. Xuyết vào anh em ạ. À, đá quả kinh quả. Lúc đấy về là em có đá mấy đâu em có chạy. Có bóng tận giấc mình xong có đường đứng mẹ đi tôi đứng bất một người. Chết. Tiêu ơi hiện hình đi Tiêu ơi. Chết. Úi giời xiết vào, quá phi rồi bạn. Khó đi. Úi giời chết. Quá tiếc rồi bạn, xiết vào. Xuyết vào, bây giờ đội bạn đã thảm quả rất hay. Đây đội bạn đang thả con săn sắt vào bắt con cá chấm. Mà vừa lại tên sút tan trượt lại bên là sút toàn hụt. Ok ok em ơi. Đấy là đấy đấy đội bạn thả mà đấy. Đội bạn thả không bao thèm sút vào gôn. Ông béo này nó còn liệt còn kinh khủng. Sân bên nào sân mấy thằng kia đi. Bỏ nhanh các anh em tao về đấy. Mẹ toàn đứng chờ sút rét mẹ rồi. Bên là chờ bên kia đá hết. Anh em xem toàn cảnh đội sút toàn trượt mới sút toàn hụt này. Đám lấy hoa đâu? Này. Bay tông giữa sân. Đừng bỏ 8 rưỡi thành 9 giờ nhé. Thì mẹ mới xuống khu sân đại từ đã. Như máy giờ xuống một cái sân. Đông, đang nói lúc trước mà. Màu nó 9 giờ. Ui, sân này đắm rồi. Chán nếu chịu đúng không? Đây là hai đội, một đội là sút toàn trượt, loại sút toàn hụt. Quá trước cái giờ mà bỏ vợ đi về nó đấm chết. Các bạn ra chưa? Kìa đứng góc sân kìa. Nó đang hoảng này, bên này đi đéo đông thế. Nhìn ra đây mà đéo mày đông thế. Là hôm nọ tôi 12 ai. Hôm nay dù anh em đi lấy trứng thì mày. Và hôm nay về nay phải điều động tên bên Bỉ về. Chắc ngoài kia. Đấy, đá cái sân mà ở Kim Giang ấy. Không, năm ở đá, hôm nay đá sân. Chắc đá sân ngoài. Toàn đội bên Bỉ về thôi. Hết giờ rồi, hết hết sân rồi. Nhìn coi kìa. Mai rảnh cho quân nhà mình ra phơi nắng thì mẹ nó sẽ đen nào Khoa. À, thế thôi nó đen. Không. Hết giờ đấy các bạn, bắt đầu vào cuộc này, vào cuộc này. Hôm nay anh em đội sút toàn trượt và đội sút toàn hụt gặp nhau. Thế là mất mẹ 2 lít rồi, thẻ vàng mất 2 lít rồi anh em ạ. Đeo đá, mất 2 lít, chưa đá được, mất 2 lít rồi. Đây đội toàn sút toàn trượt và sút toàn hụt gặp nhau anh ạ.